Trong vài năm trở lại đây, xe đa dụng MPV 7 chỗ ngày càng lên ngôi ở thị trường Việt Nam. Đặc biệt, những dòng xe giá rẻ, đa dụng, tiết kiệm và phục vụ nhiều mục đích. Do đó, một số dòng xe lớn, dung tích xi lanh lớn, mức tiêu hao nhiên liệu cao đang dần bị quay lưng. Với mức tài chính khoảng 600 triệu người dùng có những lựa chọn hấp dẫn khi tìm kiếm xe MPV 7 chỗ như sau. 1. Toyota Innova G 2019 Innova G2019 là phiên bản số tự động rẻ nhất của dòng MPV 7 chỗ từng một thời, là làm mưa, làm gió ở thị trường Việt Nam. Xe Toyota Innova 20G 2019 đang được bán giá khoảng hơn 600 triệu đồng với số lăn bánh đã được là 55.000 km. Ở phiên bản G2019, khách hàng có một chiếc xe với những trang bị cơ bản như đèn halogen, vành 16 in màn hình giải trí, ghế nỉ, hàng ghế cuối dạng treo. Dưới nắp capo, Toyota Innova sử dụng động cơ xăng 2 lít 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van sản sinh công suất 137 mã lực và mô men xoắn cực đại 183 Nm kết nối cùng hộp số tự động 6 cấp. Được biết, cách đây 6 năm, để lăn bánh Toyota Innova G2019, người dùng phải bỏ đến 1 tỷ và đến giờ đã lỗ 400 triệu. Nhiều người hiện nay lại không thích Innova G2019, bởi xe có đời khá sâu, và mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn với những xe đời mới hiện nay. 2. Mitsubishi Spander AT Premium 2022 Spander AT Premium 2022 hiện đang được người dùng giao bán với mức giá 596 triệu, với chỉ 3.000 km lăn bánh tại Việt Nam. Sau 2 năm, người dùng tiết kiệm cả trăm triệu đồng so với việc mua một chiếc Mitsubishi Spander hoàn toàn mới. Mitsubishi Spander được trang bị động cơ xăng 1.5 lít, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô men xoắn 141 Nm đi kèm với đó là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. 3. Suzuki XL7 2023 Khách hàng giao bán chiếc Suzuki XL7 2023 vừa mua cách đây, 2 tháng với chỉ hơn 3.000 km lăn bánh là chiếc xe đáng chọn nhất. Theo đó, giá mong muốn của chủ nhân khi bán Suzuki XL7 2023 là 580 triệu. Với một chiếc còn nguyên như mới, rõ ràng đây là lựa chọn tốt hơn Toyota Innova đã 5 năm tuổi. Suzuki XL7 là chiếc xe có khả năng tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng nhờ động cơ, chỉ 1.5 lít sản sinh công suất 103 mã lực và đạt 138 Nm mô men xoắn và hộp số tự động 4 cấp.